để chọn ra một dịp đáng xem nhất để theo dõi Lionel Messi sau World Cup 2022. Đó phải là trận đại chiến với Bayern Munich tại lượt đi vòng 1/8 Champions League. Ligue 1 với trình độ của Messi vốn đã quá dễ. Với đẳng cấp của một nhà vô địch thế giới thì lại càng dưới tầm. Messi đá ở giải vô địch quốc gia Pháp chẳng khác nào dạo chơi sau vườn nhà là mấy. Áp lực thì không, sức ép không, giải trí 100%. Nói như vậy không có nghĩa là chê bai chất lượng của Ligue 1, chỉ là Messi ở một chiều không gian quá đặc biệt. Bản thân Messi cũng nhận thức rất rõ điều đó sau gần 2 năm trải nghiệm bóng đá ở xứ lục lăng. Nhiệm vụ của El Pulga từ ngày đầu tới PSG vẫn luôn là vô địch Champions League. Vậy nên anh chỉ cần tập trung vào đấu trường Cúp châu Âu mà thôi. Mùa trước, việc PSG bị loại từ sớm trước Real Madrid là một sự đả kích lớn với Messi. Trong cả hai lượt trận gặp đội bóng hoàng gia, dường như cả đội PSG chỉ có một mình Kylian Mbappe thi đấu. Mbappe tỏa sáng ở Paris, tỏa sáng ở Madrid, trong khi hai người anh Neymar và đặc biệt là Messi không thể hiện được nhiều. Và khi PSG bị Real lội ngược dòng đánh bại, sự tức giận đổ hết lên đầu hai siêu sao Nam Mỹ. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Messi bị la ó bởi chính cổ động viên nhà khi quay lại Ligue 1. Đấy là một trải nghiệm tồi tệ, nhưng dù sao cũng là một cột mốc nhớ đời, một bài học lớn cho Messi. Điều đó giúp anh nhận ra mình không còn ở Barca nữa, không còn nhận được sự bao bọc vô điều kiện. Ở Paris, nếu anh chơi tệ, thì sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài như bao người khác. Và nên ở trận gặp Bayern tới đây, chắc chắn sẽ là một Messi rất đáng xem. Người hội tụ cả đẳng cấp lẫn quyết tâm để vực dậy danh dự ở sân chơi từng 4 lần lên ngôi vô địch. Và số phận thật khéo sắp xếp, ở trận này Messi phải là tâm điểm. Bayern đương nhiên là đối thủ siêu mạnh, không hề quá khi nói đây là một cỗ máy chiến thắng. Mùa này hùm xám đôi lúc gặp vấn đề, nhưng nhìn chung vẫn bá đạo. Nhìn cái cách Thomas Müller và đồng đội nã vào lưới Barcelona tới 5 bàn thắng sau 2 lượt trận ở vòng bảng thì đủ hiểu trình độ của họ vẫn ở nhóm tinh hoa châu lục. Thành tích của Bayern tại vòng bảng Champions League cũng sẽ khiến mọi đối thủ run sợ. Trước các đối thủ như là Barca, Inter Milan và Victoria Blaise, hùm xám chỉ thủng lưới đúng một trận, còn lại 5 trận giữ sạch lưới. Buồn cười ở chỗ Bayern không bị Barca hay Inter chọc thủng lưới mà để Victoria Blaise làm điều đó. Nhưng đấy cũng là trận đấu mà Bayern đã dẫn tới 4-0 chỉ sau 35 phút, để rồi kết thúc 90 phút với tỷ số 4-2. Sau 6 trận ở vòng bảng, Bayern ghi 18 bàn, chỉ thủng lưới 2 bàn. Đội bóng trong tay huấn luyện viên Nagelsmann là một con quái vật, không ngán bất cứ con mồi nào. Bayern vì thế chẳng e ngại PSG. Bayern rõ ràng rất mạnh, nhưng chỉ đối thủ như thế này mới đủ để khiến Messi bộc lộ chân thực lực của mình. Thực tế, người Paris đang cầu mong El Pulga tỏa sáng hơn bao giờ hết, bởi cả Mbappe và Neymar đều đang có vấn đề. Mbappe có tên trong danh sách thi đấu, nhưng nhiều khả năng chưa hồi phục 100% thể lực. Với Neymar, những mâu thuẫn nội bộ với giám đốc kỹ thuật của PSG khiến anh càng sao nhãng chuyên môn. Đá cặp với hai người em không đủ sẵn sàng như thế này, nếu Messi không biến hình thành siêu nhân thì không thể gánh nổi. Đây là thời điểm mà xét về logic, PSG không phải đối thủ của Bayern. Họ vừa thua 2 trận liên tiếp trước Marseille và Monaco. Hàng công kém sáng tạo, cộng thêm hàng thủ thủng lỗ chỗ, PSG không hề chất lượng như người ta tưởng. Để thắng được Bayern, hay chỉ ít giành chút lợi thế trước trận lượt về, PSG cần một sự phi logic và ở khả năng bẻ ngược quy tắc vật lý và tạo ra những điều không tưởng, chỉ có thể là Messi mà thôi. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Trong điều kiện càng ngặt nghèo, giá trị của một cầu thủ lớn càng được thể hiện. Người Paris cần nhất Messi ở những lúc như thế này, chứ không phải những màn dạo chơi ở Ligue 1. Về phía Messi, anh cũng không thể cho mình thỏa mãn sau khi đã vô địch thế giới. Nói gì thì nói, đã 8 năm kể từ lần gần nhất siêu sao người Argentina vô địch Champions League. Cúp tay voi từ một người bạn quen mặt, dần trở thành một người họ hàng xa xứ với Messi. Nếu thế giới từng nợ Messi một chiếc vô địch World Cup, thì cũng đang nợ Messi một chiếc cúp Champions League thứ 5. Anh xứng đáng với nó. Bây giờ Messi đã ở vào thế không có đường lùi. Nếu mùa trước anh còn có thể đổ lỗi cho việc chưa thích nghi hoàn toàn với lối chơi của PSG, thì tới mùa này mọi lý do đều là vô nghĩa. Messi giờ chắc chắn là trụ cột không thể thiếu của PSG. Vừa vô địch World Cup bằng phong độ chói sáng, anh phải thể hiện được phẩm chất đó trước Bayern. Cùng với đó, Bayern chính là cái tên mà Messi căm ghét nhất sau Real Madrid. Chính nhà vô địch nước Đức chứ không phải kẻ nào khác, tạo ra ký ức đáng quên nhất của El Pulga. Sự nghiệp của Messi tại Barca sẽ đẹp hơn, trọn vẹn hơn rất nhiều nếu không có vết nhơ trận thua nhục nhã 8-2 ở tứ kết mùa 2019-2020. Cảm giác đắng chát vẫn còn đọng trên môi của Messi đến tận bây giờ. Lần hiếm hoi trong cuộc đời, Messi phải trải nghiệm thứ ê chề mà anh thường xuyên gây ra cho đối thủ. Phần lớn những cầu thủ Bayern ghi bàn ở trận đấu đó vẫn còn trong đội hình hùng xám ở trận đấu sắp tới, như Müller, Gnabry hay Kimmich. Robert Lewandowski đào tẩu sang Barca và nhận bài học thích đáng từ chính đội bóng cũ ở vòng bảng mùa này. Đó chính là câu trả lời đanh thép của hùm xám cho bất cứ kẻ nào dám thách thức lòng tự tôn của họ. Cũng nằm ở bên kia chiến tuyến muốn hạ bệ Bayern, liệu Messi có phải chịu chung số phận như Levy?
Dẫu vậy, có một tin vui là hàng phòng ngự của Bayern cũng không còn chắc chắn như trước. Cách đây không lâu, Bayern đã phải trải qua chuỗi 4 trận hòa liên tiếp. PSG vì thế có thể nhìn vào màn trình diễn của Sandberg, Leipzig, Cologne và Frankfurt, sau đó rút cho mình nhiều bài học về việc gây khó khăn cho gã khổng lồ xứ Bavaria. Và đương nhiên, vì PSG có Messi nên họ thừa năng lực để tạo ra những cú đấm chí mạng vào thẳng yết hầu của hùng xám. Tờ Bild của Đức cho rằng PSG cố tình tung tin không đúng về mức độ chấn thương của Mbappe và Messi để gây nhiễu loạn cho Bayern trước trận đấu. Tờ báo này lấy trường hợp của Mbappe làm ví dụ. Ban đầu đội bóng nước Pháp thông báo tình trạng của cầu thủ này khá nghiêm trọng và chắc chắn lỡ hẹn với trận lượt đi với Bayern. Thế nhưng vào phút chót, cả Mbappe và Messi đều xuất hiện trên sân tập như không có chuyện gì xảy ra. Dù sao đây cũng chỉ là phỏng đoán của tờ Bild. Thực hư ra sao, có lẽ chỉ PSG hiểu rõ nhất. Nagelsmann thận trọng. Nếu cả Kylian Mbappe và Lionel Messi đều thi đấu, rõ ràng họ chẳng gặp vấn đề sức khỏe gì. Họ có thể tạo ra mối đe dọa cho bất kỳ đội bóng nào trên thế giới. Với Messi, đây là cầu thủ biết cách thi đấu tốt dù không cần tập nhiều. Cơ hội là 50-50 cho cả hai đội. Bayern sẽ cố gắng thi đấu tốt trên sân khách. Một trong những giấc mơ của tôi là vô địch giải đấu này. Mọi người sẽ có cái nhìn khác nếu bạn tiến sâu tại Champions League. Nagelsmann mà hoàn thành giấc mơ thì cũng đồng nghĩa với việc giết chết giấc mộng của Messi và PSG. Màn tranh đoạt của hai gã khổng lồ này chắc chắn không thể khoan nhượng. Họ sẽ lao vào nhau bằng thứ năng lượng tích tụ suốt nhiều tháng qua. Ở cuộc chiến giữa những vị thần này, chỉ kẻ lọc lõi hơn mới có thể chiến thắng. Huấn luyện viên Galtier đang trông chờ vào Mbappe thì nhìn Neymar, còn Neymar và toàn bộ cầu thủ PSG chỉ còn biết trông cậy vào Messi mà thôi.